Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về Việt Tộc Foundation do Bích Phượng và Đào Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng và bản tin Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Việt Tộc Foundation cũng được gọi là Nhịp Cầu Yêu Thương đã được thành lập 17 năm nay và hôm nay là lần thứ 34 buổi gây quỹ được tổ chức tại nhà hàng New Fortune, thành phố Gettysburg, tiểu bang Maryland và có hơn 400 đồng hương đến tham dự. Buổi gây quỹ lần thứ 34 ngoài sự hiện diện của Linh mục Phêrô Trần Công Vang, dòng chúa cứu thế còn có sự hiện diện của các Linh mục An Tôn, Phan Tự Cường, dòng Đa Minh, Linh mục Nguyễn Thanh Bình, dòng Ngôi Lời và Du Xe Hoàng Kim Sơn, giáo phận Đà Lạt, cùng với các anh chị em của đại gia đình Việt Tộc đến từ các tiểu bang khác nhau, đã làm cho buổi gây quỹ rất là thành công vì các vị ân nhân đã nhiệt tình hỗ trợ và chia sẻ những may mắn của mình, đem đến những giấc mơ của các em ở Việt Nam được trở thành sự thật. 37 sinh viên với 400 Mỹ Kim cho mỗi học sinh cho một năm và 5.000 Mỹ Kim cho hệ thống nước uống cho dân tộc miền Tây Nguyên. Theo lời cha Vàng, vấn đề nước uống hàng ngày có gia đình phải đi xe đến 7 cây số mới có nước uống để không bị đau ốm. Và buổi gây quỹ cũng đã hỗ trợ 5.000 Mỹ Kim cho công việc y tế để có thêm thuốc chữa bệnh, thức ăn. Điều cảm nhận là giúp cho đồng bào Tây Nguyên vượt qua những mặc cảm, họ không bị bỏ rơi vì đồng bào Tây Nguyên rất là nghèo khổ và bị rất nhiều thách đố. Và bệnh hoạn, không ai lo lắng vì khác ngôn ngữ, văn hóa. Xin hãy đón nhận các đồng bào Tây Nguyên trong cuộc đời của chúng ta. Việt Tộc là ý nghĩa mang tâm hồn của người Việt Nam giúp cho đồng bào thiểu số của chúng ta trên quê hương Tây Nguyên. Và bên cạnh là giúp các em trẻ vượt qua những thử thách trong cuộc đời, đó là vấn đề học vấn. Các em có thể vươn lên và đó là nguyện ước của cha Vàng. Khi trở về với vùng trẻ Hoa Thịnh Đốn cũng như tất cả những cái vùng khác, qua đài mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà và anh chị em trong bao nhiêu năm nay, 18 năm rồi, từ khi mà Việt Tộc về với Tây Nguyên, để từ đó chúng ta bắt một nhịp cầu nâng đỡ cuộc đời của đồng bào chúng ta trên cái vùng trời dễ bị lãng quên hơn, bị bỏ rơi hơn, nơi những mảnh đời đa số sống trong cái tâm tình bị một cách nào đó thiệt thòi vì kỳ thị, vì thiếu thốn. Mình muốn nói tới những cái tâm tình của những đứa trẻ nó không cảm thấy có cái tương lai. Và nhờ con đường học vấn, từ cái thời gian còn bé thơ của cái nursery, cái nhà trẻ cho tới khi lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 và tới đại học, các em nhận ra được rằng các em có cái khả năng để rồi cuộc đời có thể có nhiều, vẫn còn nhiều thách đố, nhưng các em có tự tin hơn, cảm thấy rằng mình có cái giá trị và mình có một cái trách nhiệm để với những cái khả năng đạt được. Các em đã muốn đóng góp để xây dựng cuộc đời của chính buôn làng cho gia đình của mình và cho quê hương của mình. Về với Tây Nguyên, một cái lần gặp gỡ khi mình về một cái làng rất là xa và một cái làng đó, đặc biệt là một cái làng của anh chị em người Bình Nhân Phong, mình thấy họ lẻ loi lắm, khó được đến đó, ít được ai biết và cuộc đời của họ cô đơn, họ bị một cách nào đó bị lập cô lập và không có được điều kiện như những anh chị em người Kinh của mình. Và cái đơn thành chất pháp của họ làm cho họ không có thể nào có thể cạnh tranh được với những anh chị em người Kinh. Và vì thế mình cảm thấy rằng dòng chúa cứu thế là mình là một thành phần luôn luôn tìm tới với những cái mảnh đời bị lãng quên, bị khó khăn nhất. Thì mình chỉ muốn về với họ để nâng họ lên, để cho họ cảm thấy rằng họ có cái giá trị. Đời có thể lãng quên họ, từ khước họ, nhưng chúng ta không quên họ và mình với những cái khả năng, với những yêu thương, chúng ta đã giúp cho họ nhận ra được họ có một cái tương lai. Linh mục Phan Tự Cường đã tặng chiếc áo dân tộc cho buổi gây quỹ và ông bà Nha và Linh Hoàng là thân chủ mới của chiếc áo này. Sau đây là lời phát biểu của quan khách đi tham dự. Về tổ chức của Việt Tộc để gây quỹ thì là tôi nghĩ là một cái tổ chức rất tốt để giúp đỡ cho đồng bào của mình ở Việt Nam, nhất là người ở miền cao nguyên.
rất là khổ sở. Cho nên tôi năm nào cũng có đi giữ những bữa tiệc gây quỹ, hoặc là khi cần có những công tác gì mà giúp được thì tôi cũng giúp. Còn trong gia đình, các con, các cháu tôi cũng khuyến khích, chúng nó cũng có tham gia. Và lời phát biểu của ban tổ chức. Tôi là Nguyễn Đức Cường, đang phụ trách các cái dự án về học vấn cho Việt Tộc Foundation. Quý vị biết là người dân tộc họ không có, từ xưa nay đã lâu lắm rồi, họ không có cơ hội được cho con em đến trường để được học bình thường như những trẻ em khác. Và đó là một trong những cái ưu điểm, một cái băn khoăn, một cái ưu tư của Việt Tộc Foundation nhằm giúp cho các em được có cơ hội đến trường để có thể thay đổi được cái tương lai của mình, để có thể có được cái tri thức, có được cái học vấn để thay đổi và chính cái đời sống của người dân tộc càng ngày càng tốt đẹp hơn. Bích Phượng tường trình từ Gaithersburg, Maryland. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.